Đây là một trong những biện pháp kiên quyết của thành phố Hạ Long trong việc tăng cường công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản và nâng cao công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long. Theo đó, nếu như tổ chức cá nhân nào không chấp hành sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định, kể cả áp dụng biện pháp tịch thu, tiêu hủy đối với các phương tiện, ngư cụ hay công cụ sử dụng để khai thác tại các khu vực nêu trên. Xử lý nghiêm đối tượng dùng phương tiện thủy nhỏ để đeo bám tàu du lịch trên Vịnh Hạ Long. Trong nhiều năm qua, thủy sản ở Vịnh Hạ Long đã bị khai thác bằng nhiều hình thức, trong đó những hình thức tận diệt như sử dụng lưới rê, lưới vét, giã cào, lồng bắt quái, sung điện, thậm chí là đánh mìn. Đối tượng khai thác có cả ngư dân Quảng Ninh và các tỉnh thành trong cả nước. Việc sử dụng các hình thức khai thác đánh bắt tận diệt với mật độ dày diễn ra liên tục từ nhiều năm nay đã khiến cho nguồn lợi thủy sản ở Vịnh Hạ Long bị suy kiệt nghiêm trọng.